Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 10 tháng 12 năm 2021 của mình ngày hôm nay. Thì buổi chiều ngày hôm nay lọc miền Nam trên cái kênh của mình thì nó cũng may mắn về được cái lọc là cái con 42 ở trên cái đài An Giang, và cái con 28 ở trên đài Bình Thuận nha. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp, những con số thật xuất sắc và đẳng cấp cho ngày mai thì hãy nhanh chóng liên hệ với số Zalo ở phía dưới màn hình. Tiếp theo thì mình dự đoán cái lọc ngày mai trên cái đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh cho anh chị em tham khảo. Thì Vĩnh Long mình dự đoán là cái cặp 47 và 74 ha. Còn ở đài Bình Dương thì mình dự đoán cái cặp 56 và 65. Trên đài Trà Vinh thì mình dự đoán cái cặp là 05, 50. Anh chị em hãy tham khảo trong ngày mai ha. Còn nếu anh chị em mà thấy thích thì mua tờ giấy số để mình cầu may. Còn nếu muốn có số đẹp, những con số thật xuất sắc thì hãy nhanh chóng liên hệ với số Zalo. Chúc anh chị em gặp thật nhiều may mắn và tài lộc.